Thưa quý vị, trong lúc nhà nhà đang nô nức du xuân đầu năm Giáp Thìn, thì trên công trường giao thông trọng điểm của tỉnh là đường Tân Phúc - Võng Phan, không khí lao động đã trở nên sôi động và khẩn trương với mục tiêu bảo đảm tiến độ của dự án. Ngay sáng 14 tháng 2, tức ngày 5 Tết Giáp Thìn tại xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, công ty cổ phần Lizen đã tập trung khoảng 20 đầu máy và 30 kỹ sư công nhân cho mũi thi công này. Công nhân lấy máy rất là vui vì xuân năm mới 2024 triển khai thi công rất là tích cực. Anh em công nhân cố gắng hết sức cùng với ban điều hành đưa cái dự án đạt cái tiến độ nhanh nhất, sớm nhất có thể. Sau khi trúng thầu với số vốn 845 tỷ đồng, với chiều dài trên 12 km chiếm 41% giá trị công trình, hiện công ty cổ phần Lizen đã tập trung nguồn lực thi công cả ngày lẫn đêm trên 4 mũi tuyến chính tại các huyện Phù Cử và Tiên Lữ. Để thuận lợi cho việc thi công, nhà thầu đã thuê ruộng để đắp đường, vận chuyển máy móc, thiết bị vào công trường. Đảm bảo cái tiến độ của dự án thì ngay sau Tết, tức là ngày 4 Tết, thì công ty cổ phần Lizen đã triển khai là 3 mũi thi công thì đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu xuân Giáp Thìn này. Đề nghị các cấp chính quyền thì chú trọng là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ cái mặt bằng sạch để bàn giao cho nhà thầu để nhà thầu chủ động các cái mũi thi công trong cái thời gian tới. Cùng với sự nỗ lực của nhà thầu, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đề nghị các địa phương nơi có dự án đi qua cần tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa công trình thông xe vào tháng 9 năm 2025.